chuyện với nhau nào. Tại em lạnh quá. Dạ tại vì run quá nhờ. Cùng hát tặng với Chi bài hát gì đi. Anh xin hát một khúc trong bài tình yêu diệu kỳ. Yêu là sếp. Là nhà gái mà nhà gái rồi. Giới thiệu về mình đi em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lam, xin chào bạn nữ kế bên. Em là Tống Văn Hùng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống tại quận 7 và làm việc tại quận 1. Em hiện tại đang làm kỹ sư phần mềm tại một khách sạn 5 sao ở quận 1. Quê Hùng ở đâu? Em thì gốc ở Hải Phòng nhưng mà sinh ra ở Thanh Hóa. Năm học cấp 3 thì em chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu với gia đình. Tức là giờ gia đình em ở Vũng Tàu. Dạ. Còn em ở thành phố Hồ Chí Minh ở một mình. Dạ. Ở nhà trọ. Dạ. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Trần Huỳnh Trúc Chi. Em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là giáo viên tiếng Anh tại một trường công lập tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Giáo viên tiếng Anh. Dạ. Rồi nhà trai nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ. Trúc Chi. Thôi Hùng nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Chi nghe đi. Ưu điểm của em là người sống tình cảm sâu sắc, dễ hòa đồng, có chí cầu tiến, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc. Khuyết điểm của em là người cầu toàn nên đôi lúc là hay nóng tính, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc nên dẫn đến đôi lúc tiến độ hơi chậm. Tỉ mỉ quá. Dạ. Cẩn trọng quá thành hơi chậm đúng không? Dạ. Đó là trong công việc thôi, còn ngoài đời em có chậm không? Đôi lúc cũng kỹ tính quá. Cũng kỹ tính, ngoài đời cũng vậy luôn hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Về ưu điểm thì em được nhận xét là một người sống có trách nhiệm. Trong công việc thì em luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Em đi dạy thì được đánh giá là được trò yêu, bạn mến và đồng nghiệp cũng rất là quý mến. Về khuyết điểm thì em hơi mù đường. Nếu như mà em đi một mình là có Google Maps cũng đảm bảo lạc. Còn nếu như mà đi có đôi có cặp thì chắc sẽ không lạc đâu ạ. Giờ bình thường em đi làm là ai chở em đi? Dạ em tự đi nhưng mà đường quen thì không sao. Còn nếu mà đi vòng quanh Sài Gòn thì phải có người ngồi sau. Vậy là em chỉ có đi làm rồi đi về nhà thôi chứ cũng không có đi chơi luôn á. Dạ đúng rồi. Lạc đường có bạn bên đây dẫn đường đi. Dạ. Đường tình duyên mình sao em? Em cũng trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì quen được 2 năm và cũng do gia đình bạn gái phản đối nên... Phản đối thì sao? Thời đó em đang còn thời sinh viên, đang còn đi học thì cũng chưa có... Gia đình không cho. Dạ. Gia đình bạn gái không cho, phải không? Dạ, đúng rồi. Cho cũng lấy rồi ha. Dạ. Rồi. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 2 năm. Em và bạn gái cũng quen nhau được 4 năm. Tụi em chia tay rồi vì... vấn đề kinh tế, hai đứa cũng không tìm được tiếng nói chung nên tụi em quyết định dừng lại. Kinh tế, hai đứa không tìm được nói chung là sao? Em là chính hay là cổ là chính? Em là chính và bạn gái đòi hỏi nhiều cái em không đáp ứng được. Đòi hỏi nhiều quá, không đáp ứng nổi. Dạ. Vì lý do đó mà chia tay. Dạ. Đó là hai cái mà khuyết điểm trong tình yêu mà bên nhà trai đã gặp phải ha. Mà nhà gái có bao nhiêu mối tình rồi? Từ lúc mà mới nhận công tác thì em có một mối tình. Sau khoảng thời gian khoảng 9 tháng tìm hiểu thì em đã chủ động chia tay do là không có phù hợp trong suy nghĩ và cái quan điểm sống. Sau đó thì mùa Covid kéo tới, em ở nhà dạy online và cũng không có ai, không có cơ hội gặp ai và cũng đâu có cơ hội ai gặp em đâu. Sau khi hết Covid thì em quyết định đi niền răng ạ. Và sau khi em niền răng thì phát hiện là em hơi ngại đi gặp gỡ, cho nên là em độc thân tới bây giờ. Dạ. Có đầy đủ lý do luôn á. Chứ không phải là tại người ta muốn vậy đâu mà tại người ta có lý do. Bên đây thì cũng có hai cái mà một là không có hợp nhau về khoản kinh tế, bạn gái đòi hỏi quá chia tay. Mối tình thứ hai là bên nhà gái người ta không có chịu, phản đối là chia tay luôn. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào nè em gái? Đối với em thì ngoại hình không có quan trọng, tại vì chỉ cần chỉnh chu là được. Quan trọng đối với em phải là tính cách. Em thích một người đàn ông biết quan tâm đến người khác, tại vì em thích quan tâm người khác và cũng thích được quan tâm ngược lại. Bạn nam em thích là có chí cầu tiến là em rất là thích. Thứ hai là nếu như bạn đó mà thích nấu ăn hoặc là biết nấu ăn thì càng tốt, tại vì đó là cái khía cạnh mà em cần phải cải thiện, em cần phải học hỏi thêm. Được không trai? Dạ được. Được hả? Quan tâm người khác không? Dạ được. Có ý chí cầu tiến không? Có. Có đúng không? Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không cưng? Mẫu hình hả? Dạ không, em không có dám suy nghĩ mẫu hình đâu chị. Tùy duyên à? Tùy duyên. Vậy em có mong muốn là bạn trai mình cao hay thấp, hay là cái tưởng tượng của em á là em thích người bạn trai đó ngoại hình như thế nào? Bằng em hoặc cao hơn em là được, em cũng khá cao rồi. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 65 ạ. Rồi để chị Lan qua, chị Lan coi. Rồi bên đây người ta đẹp trai cao. Dạ. Trời ơi chào nhà trai. Dạ chào chị đẹp ạ. Đẹp trai quá. Đẹp trai mà ế chị ạ. Tướng tá ngon ế là tại vì mình chưa tìm được người tử tế để mình yêu thôi em ơi. Dạ quá chuẩn ạ. Bên kia là
Chiều cao là chị Lan thấy ok đó, rồi em còn mong muốn điều gì nữa không? Dạ thì về tính tình thôi, em chỉ quan trọng tính tình rồi. Rồi có điều gì em không thích ở đàn ông không? Đàn ông thì em thích người nào đó mà có chính kiến, nhưng mà thuộc dạng như là không có được bảo thủ. Khi mà nghe ý kiến của người khác là phải biết tiếp thu và thay đổi, nếu mà ý kiến đó đúng, chứ không có được bảo thủ mà lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Dạ thì cái đó là mối quan hệ không thể xây dựng lâu dài được. Rồi đó là điểm em không thích đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị Lan qua làm việc với nhà trai. Ngoại hình là thấy ngon rồi đó. Dạ, mình có tự tin về ngoại hình mình không? Chắc cũng trai mà tạo ổn chứ. Ừ, đẹp trai mà. Nhà gái người ta yêu cầu vậy đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nè? Thì em nghĩ em đáp ứng khoảng 99%. 99%. Trời. Dạ. Trời. Yêu cầu cũng dễ thôi mà. Chưa khó gì lắm. Ủa rồi còn 1% là gì? Bấm nút đó chị. Bấm nút đó chị. Vậy thì còn em thì sao? Em mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Trước hết em xin nói quan điểm về tình yêu của em là sự chân thành, sự đồng cảm và cùng nhau hướng đến một mục đích xây dựng tương lai. Và luôn được vun đắp xây dựng trên nền tảng của sự chung thủy, tình yêu thương và trách nhiệm với nhau. Mẫu bạn gái của em là nói chung về ngoại hình thì dễ nhìn là được. Bạn gái trên 1m65 là em thấy ok rồi. Hiếu thảo và sống hòa đồng, chia sẻ và đồng cảm. Có điểm gì không thích ở con gái không? Em ghét sự giả dối. Vậy thôi đó hả? Dạ. Rồi mình không giả dối với người ta thì chắc người ta cũng giả dối với mình đâu. Đơn giản thôi. Em đi vai vậy em trai? Em thì hôm nay em tới trường quay với cháu của em và bạn. Cháu là Tống Văn Tư. Rồi mời đại diện nhà trai. Mời Tống Văn Tư. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Lan, em chào tất cả khán giả ở trường quay. Em là cháu của chú Hùng. Thì hôm nay đến trường quay thì cũng thấy là bạn nữ bên này cũng khá là hợp với chú Hùng. Chỉ mong là hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Rồi cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ em đi với chị thân của em ạ. Có nghĩa là bạn thân nhưng mà tuổi chị. À dạ. Dạ chào đại diện nhà gái. Dạ xin chào hai MC và mọi người trong trường quay. Mình là đại diện cho nhà gái. Mình thấy là bạn trai rất là chỉnh chu và những cái mà bạn nói chia sẻ về cái quan điểm sống của bạn á thì khá là phù hợp với bạn Trúc Chi ở bên này. Bạn Trúc Chi á là một cô gái rất là chân thành, ai tiếp xúc với bạn là cũng quý mến hết, và đặc biệt là bạn có ý chí tiến thủ trong công việc, cố gắng hết sức để mà tiến lên. Trong cuộc sống thì bạn có kế hoạch rất là rõ ràng và sẽ làm mọi mục tiêu để cái kế hoạch đó hoàn thành. Có điều là bạn thì hơi rụt rè một xíu á. Nếu mà ngay từ lần gặp đầu tiên thì có thể là bạn cũng hơi rụt rè. Nên là mình mong là hai bạn dành cho nhau thêm cơ hội ở bên ngoài trường quay này để tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ thì chúng ta cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh chờ chút ạ. Cảm ơn em. Xin chào anh ạ. Em tên gì nhỉ? Anh quên rồi ạ. Em tên Chi. Chi. Trúc Chi. Chi ạ. Dạ, anh tên Hùng. Dạ chào anh Hùng. Công việc của anh dạo này ổn không ạ? Cũng bình thường. Anh có sở thích gì đặc biệt không? Anh thích chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc và thích đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Dạ em cũng thích tương tự vậy đó. Từ xưa đến nay thì anh đã có bao giờ quen ai là giáo viên chưa? Chưa. Cũng nên thử em ạ. Em gặp anh em cảm nhận sao? Em thì thường không có đánh giá ai về cái lần đầu tiên gặp gỡ hết, phải là có thời gian để tìm hiểu thì mới rõ ràng được. Nhưng mà em nhìn anh thì cũng khá là có thiện cảm, cũng rất là chỉnh chu ạ. Các bạn nói cho nhau biết về quan điểm của mình trong gia đình đi. Theo em thì em thích sự công bằng, có nghĩa là có qua có lại. Ví dụ như là cái gì cũng cùng nhau làm hết thì mối quan hệ nó sẽ lâu bền hơn, chứ không phải là chia ra là công việc của ai người đấy làm. Ví dụ như là nấu cơm, rửa chén thì cũng cùng nhau làm. Còn anh thì sao ạ? Anh thì anh làm được, thì anh là làm kỹ thuật nên vấn đề về điện nước hoặc là nấu ăn thì anh cũng biết mỗi thứ một chút. Làm kỹ thuật mà biết nấu ăn? Nấu ăn là ngoài thôi, và anh làm bên kỹ thuật phần mềm. Nếu như hai bạn có cuộc cãi vã, mâu thuẫn tăng lên đỉnh điểm thì ai sẽ nhường nhịn ai? Nếu bạn gái mà lên đỉnh thì em sẽ là người nhường nhịn trước. Thì xong rồi thì bớt cơn nóng thì mình mới nói chuyện với nhau. Em cũng tính tình em hòa nhã, cũng không đến nỗi nào mà làm cho đối phương khó chịu đâu. Em cũng biết kiềm chế bản thân lắm mà. Chuyện ghen thì sao? Cái đó thì em chưa trải, em chưa biết. Em chưa biết em có ghen hay không nha. Còn anh thì sao ạ? Ghen thì phải ghen đúng chỗ.
trước khi ghen thì mình phải có chứng cớ. À dạ. Quan điểm về tiền bạc. Tiền bạc thì ai giữ cũng không quan trọng, miễn là mình cân bằng và điều phối với nhau sao cho hài hòa. Rồi chàng trai hỏi cô gái đi, nếu mà bây giờ mình tìm hiểu nhau, mình muốn tiến tới hôn nhân thì bao lâu cô gái có thể cho nhà trai tới? Tới hôn nhân thì trong khoảng bao lâu em có thể xác định được? Em không có xác định mốc thời gian, nếu mà tìm được người phù hợp thì lúc nào cũng là thời gian phù hợp hết, cho đường ngắn hay dài, chỉ là cần là người phù hợp là được rồi ạ. Hẹn hò đi chơi ở đâu nè? Em có thích đi Vũng Tàu không? Dạ có, hơi đen da nhưng mà cũng được. Quê anh ở dưới, thì lâu lâu thì cuối tuần anh cũng hay về. Dạ. Nếu mà có dịp thì mình có thể sắp xếp đi chơi chung một chuyến. Dạ, hy vọng là có dịp. Bây giờ Hùng bước tới nắm tay Quế Chi đi, hai người đối diện với nhau nào. Tay em lạnh quá. Dạ tại vì run ấy à. Hùng hát tặng Quế Chi bài hát kìa đi. Anh xin hát một khúc trong bài tình yêu diệu kỳ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Dạ. Cô giáo có đáp lại nhà trai chị hát đi bài chị. Hát nào không? Dạ em ơi, không có hát được. Hai người vẫn nắm tay lại nhìn nhau nè. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mặt đối phương, nói lên những cái tình cảm của mình, những cái gì suy nghĩ của mình về người đối diện. Hôm nay gặp mặt ở đây thì mình cũng chưa có thời gian để tìm hiểu sâu. Thì anh cũng thấy em dễ thương và thấy cái quan điểm sống của em cũng rất hợp với anh. Thì hy vọng thì mình cứ cho nhau một cơ hội. Dạ, anh còn rung hơn em nữa. Vậy mà anh nói em thấy anh cũng hiền hậu. Em cảm thấy anh chắc là một người có thể tin tưởng được. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, về chỗ nào? Mời hai bạn về chỗ ngồi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Để bên trái kìa Hùng. Nếu như hai bạn cảm thấy là thời gian vừa rồi chúng ta trao đổi với nhau và chúng ta tin rằng đây là một nửa mà chúng ta đang đi tìm, thì chúng ta hãy bấm vào ngay nút bấm đó. Còn không thì chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận lại nhé. Chị Ngọc Lan sẽ đếm. 1 2 3 Rồi, chính thức các bạn. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi với bạn. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Bạn nữ giới thiệu trước đi nè. Dạ, em xin chào chị Tường, em chào anh Linh, em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam, em tên là Võ Quế Hương, em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên pháp lý. Nhưng mà hiện tại thì em đang trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Và quê em ở Gia Lai. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh nha. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, hôm nay em 25 tuổi, quê em ở Đắk Lắk ạ. Em đang làm kỹ sư em đi tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm về điện đó đúng không em? Dạ em làm về phần đường ống với cả là 3D. À đường ống thì các khu công nghiệp này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn? Điểm mạnh của em là một người có sống có trách nhiệm. Em rất là dễ ăn. Và ăn cũng nhiều luôn. Ví dụ như là em rất thích ăn chân gà. Có thể mua nguyên vị chân gà em luộc được một mình em ăn hết cũng được. Trong bữa cơm thì nếu như mọi người ăn xong hết thì em thường là đứa ăn cuối cùng để ăn hết những gì còn lại. À vậy đó hả? Cái điểm lớn nhất của em là em làm cái gì cũng lâu hết, trừ đi cái nói ra. Thôi do tính em hay tiểu tiết, em hay để ý tới mấy cái thứ chi ly ấy, thì nó làm gì cũng lâu. Bạn trai, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là em hiền, có thể sống tự lập được. Em biết nấu ăn à. Em không hút thuốc, không nghiện bất cứ thứ gì. Em cũng ăn nhiều. Em đi siêu thị em mua gà về là em chiên một mình em ăn hết luôn. Sai vị gì đâu, sai mình gà đúng hả? Em có thích ăn chân gà nữa. Về dằn nhau dữ lắm luôn hả? Ghê luôn. Nếu mà ngồi ăn thì em sẽ cũng ăn từ đầu bữa đến cuối bữa luôn, không sót tí gì trên bàn. Trời ơi. Đừng có dành ăn với nhau nha. Bây giờ hai bạn giả tỷ về cái nồi chân gà ngon quá. Ai nhường ai? Bây giờ thí dụ giờ có 10 cái cặp chân gà. Dạ. Bạn trai ăn mấy cặp, bạn gái ăn mấy cặp? Em sẽ ăn 4 cặp, còn lại để xem bạn nữa ăn được, nếu không ăn được thì em sẽ ăn hết. Em yên tâm đi, bữa nay em quất sạch 6 cặp. Thấy chưa? Trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Từ hồi xưa đi học tới giờ luôn? Dạ, chưa. Hồi xưa em nói em làm trong pháp lý đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi trong cơ quan cũng có ai để ý hả? Dạ, cho cái đặc thù nghề nghiệp của em ấy chị, là chuyên về luật thì nó hơi khô khan, với cả cái công việc của em là mình đảm bảo cái quy trình
các bộ phận cho đúng, thì giống như là mình sẽ là người giám sát các bộ phận khác, thì rất là để khó có một cái mối quan hệ ở ngoài luôn. Có nghĩa là tới giờ này mình chưa có nụ hôn đầu luôn. Dạ đúng rồi. Từ hồi tôi tham gia, tôi làm MC chương trình mà mới hẹn hò, tôi mới phát hiện ra rất là nhiều bạn nam bạn nữ tuổi cũng tương đối mà sao chưa có nụ hôn đầu. Bên kia sao im ra? Dạ em thì có một mối tình chính thức khoảng 2 năm. Ban đầu thì em có đưa bạn nữ về nhà, xong rồi bố mẹ thấy không hợp, nên là bố mẹ nói, nên là bạn nữ thấy buồn, nên bạn nữ quen người mới. Hả? Rồi sao cái vậy? Thì lúc mà em phát hiện ra thì là bạn nữ đây đã quen bạn đó là 1 năm rồi. Ủa là bạn đó giấu em, một em quen người khác 1 năm mà em không phát hiện luôn hả? Dạ, mỗi lần bạn đi chơi thì em bạn chỉ nói là đi với bạn thôi, nên là em cũng kiểu tin tưởng á. Trời ơi, đúng là cay khổ thiệt. 12 bến nước. Thôi thôi thôi. Thôi bây giờ mình bỏ qua những cái điều đó đi ha. Bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người cầu tiến và có trách nhiệm cho cuộc sống của mình, và đặc biệt là không nghe trưởng và biết tiếp thu ý kiến của người khác, chứ không phải là áp đặt cái quan điểm của mình cho người khác quá nhiều. Em hỏi thử bạn trai bên kia có tính gia trưởng không? Dạ, cho em hỏi là anh có gia trưởng không anh? Không đâu bạn. Bạn trai bên đây hiền lắm em, một người rất là tình cảm luôn đó. Vậy mẫu người lý tưởng của em là sao em trai? Dạ em muốn một bạn nữ hiền, cao 1m52 trở lên, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi anh nghĩ rằng chắc không khó đâu. Anh Quang coi đàn gái coi có giống những gì quan điểm của em đưa ra không? Dạ, ồ, chàng gái dễ thương. Nãy giờ chàng trai đưa ra thì mình nhắm mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng tầm 80-90. 80-90? Đàn ông hơi nhút nhát chút, em có lo lắng gì không? Thật ra thì cái đó em không quan trọng, em quan trọng là tính cách con người thôi, sống chân thành là tốt rồi. Khoảng bao lâu thì em đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Hiện tại thì em cuộc sống của em cũng nhiều điều nó cũng chưa ổn định, thì em hy vọng là có thể tìm một người đi cùng mình. Đến khi nào mà hai bên thật sự sẵn sàng về tài chính lẫn tinh thần thì sẽ tới hôn nhân. Được. Kiểu như mình cũng phải có định hướng, ví dụ như là 1 năm, 2 năm, 3 năm thì dạ. Em muốn bao lâu? Dạ thì em tầm khoảng 2 năm. Cũng hơi đẹp trai. Cao to ha. Ừ. Được. Tóc ai thiết kế cho em kiểu này vậy? Thôi mình lấy vé luôn thử coi nó đẹp trai hơn không? Đó. Mạnh mẽ lên xíu sao thấy nhẹ nhàng quá vậy? Lấy nhau mình sợ ở đâu? Hiện tại thì em đang định hướng là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Để bụng lâu quá, hai người cãi nhau ấy. Em sẽ luôn luôn là người chủ động làm lành, nhưng mà em không muốn là nếu bạn cứ giận lâu quá hay cầu nhau. Thì có điều gì cái hai bạn phải chia sẻ với nhau. Dạ. Chị thấy là hai bạn cũng được, cũng trùng khớp là quê đều ở Gia Lai, Đắk Lắk đúng không? Dạ đúng. Mình có khi nào mình nghĩ mình về quê lập nghiệp không? Tại vì cái nghề của em thì ở đây sẽ tốt hơn. Rồi bạn nữ thì muốn cố gắng thêm khoảng 2 năm nữa ổn định sự nghiệp rồi mới đám cưới. Em thấy thời gian nó phù hợp không? Nếu mà đã xác định đến với nhau rồi thì 2 năm không thể phải vấn đề quá lớn với em. Rồi chị thấy vậy là cặp này được đó. Chào gì với ai? Là em đi với em gái. Cháu xin chào chú Quyền Linh và chào cô Cát Tường ạ. Theo như em thấy thì chị gái đây rất là xinh xắn, cười rất là dễ thương ạ. Chị hiền, chị rất là giản dị, rất là lý tưởng trong gia đình đấy ạ. Còn chị yên tâm về phần anh trai của em. Anh trai em rất là hiền lành, là một người rất là vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là anh ấy rất thích là nấu ăn ạ. Đặc biệt là món chân gà xào xả tắc đấy ạ. Trời ơi. Được chưa em? Chân gà xào xả tắc. Nói tôi còn thèm nữa nè. Có người làm chân gà ăn rồi. Mấy mốt làm ké cho tôi với anh Quyền Linh một thao luôn nha. Rồi bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn ở trong nhà. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng khán giả trường quay. Và xin chào anh. Em cùng nhà cùng với chị Hương thì gọi ngắn gọn là em trai mưa đó, em nuôi ở cùng nhà thôi mà anh yên tâm, không có làm gì đâu, mỗi người mỗi phòng thôi mà. Ngay từ lúc bước vào hay là cách anh nói chuyện thì em thấy anh là một người hiền lành, điềm đạm, nói chung là khá giống em đó chị. Em thấy hợp đó. Còn đối với chị thì cũng như chị nói mới nãy, ưu điểm khuyết điểm của mình hết rồi, thì đi nhanh, nói nhanh, rồi ăn thì chậm, nói chung là ăn chậm nhất nhẹ, cho nên lời khuyên cho anh là mỗi buổi tối thì anh nên nán lại với chị một tí rồi để rửa chén. Trời ơi, để rửa chén mà. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Lần đầu gặp thì anh thấy em là khá là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Hiện tại em đang tìm việc mới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em đang ở quận 7 và đang tìm việc mới. Thì em thấy anh thế nào ạ? Dạ thì qua nhận xét của mọi người rồi nãy giờ giao tiếp với anh thì anh là một người hiền lành và nhìn chân thật. Dạ và quan trọng là anh cao hơn em.
Ở đây thì cũng lần đầu gặp mặt, nhưng mà anh cũng thấy là có cái có một chút gì đấy với em á, nên là ở gặp nhau ở đây là cũng một cái duyên. Nếu như em mà đến được với anh ấy thì anh sẽ cố gắng để chăm sóc cho em cả suốt đời. Bạn gái có yêu cầu gì về gia đình hay không? Dạ, về phía em thì em khẳng định luôn, em không phải là người hoàn hảo, em có rất nhiều khuyết điểm. Nếu như mà lại xác định tiến tới hôn nhân trong cuộc sống gia đình thì em sẽ cố gắng hết sức để mà vun vén cho gia đình của mình. Anh có một bài hát tặng em. Rồi, mời em. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Dễ thương quá, có thời gian. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Tay nhau nào. Cô gái rất là dễ thương mà chàng trai cũng dễ thương nữa. Hai bạn rất là hợp lý luôn đó. Tôi thấy hình như là hai bạn đã gặp nhau ở trước nào rồi đó. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dễ thương quá. Thật ra, càng nhìn cặp này nó càng dễ thương đó. Hả? Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Các bạn có thể vào cùng gặp Cinebox. Anh đi với chị thì anh. Dạ, chào MC Nguyễn Linh Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Dạ, thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Rồi. Dạ, với lại mình đã từng có gia đình, mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình nên mình sẽ hiểu với nhau, xây đắp lại với nhau, tạo cho một hạnh phúc mới. Rồi, dạ, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ, em đi với bố em và con gái em ạ. Rồi, trời ơi. Chào con gái xinh đẹp. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Đến với trường quay thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe từng cũng sống chân thực, thì cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng một gia đình. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con gái ơi. Dạ, cháu chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan ạ. Chào con. Con có muốn mẹ lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ, có ạ. Nếu mà đó là người phù hợp ạ. Ồ, nếu là người phù hợp thì tôi cũng nhìn chú đó đó. Con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Con thấy dạ, chú làm sao? Con cảm nhận đi, con nói như con suy nghĩ thôi. Cháu thấy chú khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Thấy chú dễ thương không? Cảm giác khi con nhìn chú, chú như là, tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có, trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn. Trưởng thành và đàn ông nhiều hơn hả? Có tính cách nào giống ông ngoại của con không? Dạ, cháu nghĩ là cũng có ạ. Có hả? Dạ. Rồi, được rồi con gái. Thôi bây giờ hai bên mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Mẹ bố khóc à? Mẹ bố khóc. Chào bạn. Mình có món quà tặng bạn. Mình nói chuyện gặp bạn. Cảm ơn. Em cũng đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Dạ, mình cảm ơn bạn. Dạ, cuốn sách này là mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp để cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ấy. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ
Okay. Sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, em cảm ơn ạ. Nhãn lòng Hưng Yên. Dạ. Ngon lắm. À, bạn và lấy với cả bố với con gái. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Ok, về cảm nhận về bạn, mình về bạn, thực sự là mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Và cái điều thứ hai nữa là mình bây giờ thực ra là giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau. Để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Em cũng mong muốn là tìm được một người biết chia sẻ, biết quan tâm. Thực sự là em là một người sống nội tâm, nên là nhiều khi là em có giận ý là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó, nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì nói như thế nào nhỉ? Tại vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi thì con người ta không cần nói, cũng có thể chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Ok bạn. Về vấn đề, thật ra mình đến đây thì mình đăng ký với chương trình, thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu về nhau. Nếu như mà bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau, thì mình có thể tiến tới những cái xa hơn. Đấy. Còn em cũng hy vọng là được tiến xa hơn. Vì từ Thanh Hóa ra Hưng Yên thì nó cũng gần. Mình cũng hay ra Hưng Yên. Mình hay ra thành phố Hưng Yên. Đấy. Thì hy vọng là qua chương trình, cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cái sân chơi để cho mọi lứa tuổi có thể được gặp gỡ. Có những người mà ở ngoài đời thì họ không tìm được một cái tình yêu của mình, nhưng mà qua chương trình thì họ có thể là tìm được một cái người mà cảm thấy là hạnh phúc, sống cảm thấy là hợp với người ta, để mang lại một hạnh phúc. Mình hy vọng tớ và bạn cũng như vậy. Mình thử trao đổi một chút xíu về con anh, con em, con chúng ta đi. Nữa thí dụ như giờ con của em về ở chung với đây thì được hay không, thử trao đổi đi. Về con thì mình thì con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Và mình là cái người mà sống, bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Còn anh tôi hy vọng là sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy, thì mình nghĩ là thực sự mình nghĩ là con bạn thì mình cũng thương giống như là con của bạn. Trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của bạn ta sẽ có sự đồng cảm. Đồng cảm rồi, và khi mà mình có yêu thương của con của bạn thì chắc chắn sau này bạn con của bạn không để cho về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn giản mình nghĩ đơn giản là như vậy. Đấy. Còn về Lan thì không biết suy nghĩ là suy nghĩ của em thì cũng giống như anh, bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu, chứ không thể có sự phân biệt đối xử. Và tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc, ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành hơn, trong dần dần sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống. Em không muốn xây dựng cho con cái sống ỷ lại, là khi mà chúng ta, bởi vì hoàn cảnh chúng ta là đã từng có gia đình và từng có con riêng, thì đến với nhau nó sẽ khó khăn hơn là những cái bạn mới trẻ mới lớn. Nên là em nghĩ, em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em để con có thể trưởng thành. Ok, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm để nuôi dạy con tốt, vì là tất cả mọi việc là đều vì con. Thực sự là mình nghĩ là làm gì thì làm rồi sau này cũng vì con hết. Đấy là cái điều mà mình mong muốn nhất. Với cái thứ hai nữa là em với con em thì anh có chấp nhận được con em về ở cùng với chúng ta hay không? Bởi vì em ở đâu thì con em sẽ ở đó. Quan điểm của em là không thể rời con đến khi con trưởng thành. Quan điểm của bạn thì thực sự cũng giống mình đây. Dạ.
mình hy vọng tại sao mình không khi mà mình được trao một cơ hội tại sao mình không cưới cả châu lẫn nghé về. Đấy là một cái cơ hội tốt. Tại sao? Mình chỉ nghĩ đơn giản nhất thế này này. Mình không về Tuấn ấy, Tuấn không quan tâm là con của ai cả, mà quan tâm là mình biết yêu thương bạn ấy thì sau này bạn chăm sóc lại mình thôi. Vì sao? Ai rồi cũng già đi. Người ta nói là che già thì non mọc. Thì mình già đi thì mình có chăm sóc cho con tốt thì sau này con nó chăm sóc lại cho mình đâu. Một cô bé xinh xắn dễ thương thế này mà làm sao có thể để vợ ở đâu được chứ. Thật ra là không lo chuyện đó. Anh nghĩ rằng Tuấn cũng nói hết tình rồi đó. Mình nít mà mình thương nó thì nữa nó sẽ thương mình thôi. Ha? Bây giờ mình thử nào. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi. Rồi mình thử trao đổi xem. Hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn. Thật ra là nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thật sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ. Mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đó. Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó mình cũng muốn nhanh là sao? Vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi, nó sẽ một cái thay đổi. Thì mình hy vọng không biết là Lan với Lan thì dự tính nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu thì mình có thể đến được với nhau. Em bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu. Nhanh nhất cũng phải 6 tháng bởi vì thời gian tìm hiểu một sớm một mai không thể nào hiểu được hết tính cách của nhau. Và em muốn đi để bền vững sau này đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Không, điều đấy thì mình cũng điều đấy thì mình cũng chấp nhận. Vì là sao? Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Đấy, đấy là cái điều mà mình mong. Dạ. Rồi, hết thời gian. Về ghế các bạn. Để tay nút bấm. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Cũng có đến gần nhau, nhìn mắt nhau, nói thẳng những cái suy nghĩ của mình rồi. Bây giờ mình đủ để đưa ra quyết định cho chính mình các bạn nha. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con thứ nhất là con chúng là con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào và chú thực sự là con gái hãy tin tưởng chú nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn là cái chuyện chăm lo cho mẹ và con chú sẽ là cái người mà để không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Thật ra thấy hạnh phúc của hai em đó, anh cũng hạnh phúc lây điều đó. Một cái nhắm mắt một người đàn ông hôn vào má như thế, nó nhẹ nhàng và nó tình cảm làm sao ấy, nó đem đến cho người ta rất là nhiều cái sự xúc động đó. Và ngày hôm nay tất cả những gì em nói nó sẽ ghi vào trong gọi là lịch sử của tình yêu, thì em không bao giờ thay đổi. Như lúc nào mà Lan có giận Tuấn cái gì đó, Tuấn mở ra cho Lan xem. Lúc nào mà Tuấn làm điều gì cho Lan buồn đó, Lan mở cái hình ảnh này cho Tuấn xem. Anh nghĩ rằng hai đứa sẽ hết giận nhau. Vâng, vâng. Em xin cảm ơn chương trình. Lan thấy sao? Em xin cảm ơn chương trình ạ. Em cũng mong rằng là mình sẽ... Thật ra là cả hai đều rất cảm ơn chương trình. Mình mong, hy vọng là được đến với nhau cho nó trọn vẹn trong cái tình yêu anh ạ. Đẹp đôi lắm đó, thật ra các bạn rất là đẹp đôi. Dạ. Ha. Hy vọng rằng chúng ta chăm sóc cái mối tình này nha. Lan dạ. Muốn nói gì không? Ngọc Lan, Hoàng Lan.